Với việc giá lợn hơi xuất bán ở mức cao từ 50.000 cho đến 52.000 đồng một ký, nhiều người chăn nuôi tại tỉnh Đồng Nai phát triển đàn rất nhanh. Hiện tổng đàn lợn của địa phương này đạt mức gần 2,5 triệu con, tăng hơn 400.000 con so với cùng kỳ năm ngoái. Là địa phương cung cấp lượng lợn thịt rất lớn ra thị trường, nhưng hiện nay ở Đồng Nai quy mô nuôi lợn theo kiểu hộ gia đình chỉ chiếm chưa đầy 40% tổng đàn. Số còn lại chủ yếu được nuôi theo hình thức trang trại tập trung thuộc các doanh nghiệp. Do đó, việc chăn nuôi tự phát của các hộ nông dân khó có thể đoán định, kiểm soát được đầu ra của thị trường tiêu thụ so với các doanh nghiệp lớn, nên việc tăng đàn hiện nay là bài toán không hề đơn giản, dù giá lợn đang neo ở mức cao và ổn định. Cũng theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, việc giá tăng cao như thời gian gần đây xuất phát từ các doanh nghiệp chăn nuôi lớn. Họ nắm trong tay số lượng lợn lớn và phân phối các đầu mối tiêu thụ quan trọng, nên ở mức độ nào đó thì họ cũng chủ động được trong việc nâng giá lợn hơi. Vì vậy, để có giải pháp về lâu dài thì chính người dân phải chủ động trong việc đổi mới cách thức chăn nuôi để tăng năng suất, hạ giá thành nhằm tăng sức cạnh tranh. Cũng theo ông Đoán, thời điểm này người nuôi không nên tăng đàn một cách ồ ạt mà phải thận trọng, tránh tình trạng tạo nguồn cung quá lớn so với nhu cầu tiêu thụ trong chu kỳ xuất bán sắp tới đây, đẩy chính mình vào cảnh lao đao vì giá lợn xuống thấp như năm 2016.